Kính thưa quý vị, tiếp tục cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua, nâng cao chất lượng đổi mới nội dung, tăng cường công tác phối hợp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính là những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đề ra tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong nửa nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và xây dựng người phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc được các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ các giới hưởng ứng, tham gia thực hiện bằng nhiều cách làm, mô hình hoạt động cụ thể hướng tới xây dựng người phụ nữ có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Đã có hơn 65.000 gương phụ nữ tiêu biểu, gần 5.000 gương cán bộ hội tiêu biểu, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự đón nhận cái danh hiệu cao quý do Nhà nước, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tặng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc biểu dương những kết quả Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đạt được, nhất trí với những định hướng trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cần quan tâm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, gắn phong trào thi đua với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí tin tưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra theo nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân vinh dự đón nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc với nhiều giải pháp, sáng kiến, cách làm hay, vận động các nguồn lực thực hiện tốt các phong trào phụ nữ và hoạt động hội trong giai đoạn vừa qua.